Tánh của pháp ngoại không bất khả đắc, quán pháp nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại. Tánh của pháp nội ngoại không bất khả đắc, quán pháp đại không, không lớn. Tánh của pháp đại không bất khả đắc, quán pháp không không, không của không. Tánh của pháp không không bất khả đắc, quán pháp thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh. Tánh của pháp thắng nghĩa không bất khả đắc, quán pháp hữu vi không, không của các pháp hữu vi. Tánh của pháp hữu vi không bất khả đắc, quán pháp vô vi không, không của các pháp vô vi. Tánh của pháp vô vi không bất khả đắc, quán pháp tất cánh không, không tối hậu rốt ráo. Tánh của pháp tất cánh không bất khả đắc, quán pháp vô tế không, không không biên tế. Tánh của pháp vô tế không bất khả đắc, quán pháp vô tán không, không của sự không phân tán. Tánh của pháp vô tán không bất khả đắc, quán pháp bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính. Tánh của pháp bản tính không bất khả đắc, quán pháp tướng không. Tánh của pháp tướng không bất khả đắc, quán pháp nhất thiết pháp không, không của vạn hữu. Tánh của pháp nhất thiết pháp không bất khả đắc. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong 14 không như vậy, không đắc giác hoặc không hoặc bất không, không đắc thọ tưởng hành thức hoặc không hoặc bất không, nói rộng cho đến không đắc trí nhất thiết trí hoặc không hoặc bất không, không đắc cảnh giới hữu vi hoặc không hoặc bất không, không đắc cảnh giới vô vi hoặc không hoặc bất không. Đại Bồ Tát ấy an trụ vào bát nhã ba la mật đa, bố thí cho tất cả các hữu tình thức ăn nước uống và các đồ đạc khác. Quán tất cả là không, tất cả người bố thí được bố thí, phước bố thí, quả bố thí, quán cũng là không. Khi ấy Bồ Tát nhờ an trụ vào không mà quán ái nhiễm, san lận đều không cho khởi. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa, từ khi mới phát tâm cho đến lúc hồi tòa bồ đề, như vậy tất cả phân biệt không cho sanh khởi, như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, không bao giờ khởi tâm ái, tâm san tham. Đại Bồ Tát này cũng vậy, tu hành bát nhã ba la mật đa vĩnh viễn không bao giờ sanh tâm ái nhiễm, tâm san tham. Thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa này là thầy của Đại Bồ Tát, có thể khiến cho chúng Đại Bồ Tát không sanh khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, không nhiễm trước vào việc bố thí. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành này lấy vô sở đắc làm phương tiện bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng, hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa gồm cả bố thí ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đa thọ trì tịnh giới thì không để sanh tâm của tất cả thành văn độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy quán các địa thành văn độc giác đều bất khả đắc, tâm hồi hướng kia cũng bất khả đắc, hồi hướng bậc kia luật nghi, thân ngữ cũng bất khả đắc. Đại Bồ Tát ấy an trụ vào bát nhã ba la mật đa, từ khi mới phát tâm cho đến lúc ngồi tòa bồ đề, trong thời gian ấy tự lìa sát sanh cho đến tà kiến, cũng khuyến khích người khác lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến, không có tâm trái ngược với pháp, luôn xiển dương việc lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến, hoan hỷ khen ngợi người lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến. Đại Bồ Tát ấy đem căn lành do tịnh giới này phát sanh, không cầu quả nhị thừa và ba cõi mình đang đẳng cho hữu tình.